Chào các bạn, hôm nay gia dụng nhà Việt xin giới thiệu với các bạn chiếc đèn pin siêu sáng của UltraFi, tên là XMLT6. Đây là chiếc đèn pin có kích thước rất là nhỏ gọn. Chúng ta thấy là chiều dài của nó chỉ khoảng độ hơn 10 phân, tức là ở đây là 13 cm. Nó có thể điều chỉnh được cái độ xa gần bằng cách là kéo cái trục của đèn đây. Ống đèn LED này có cường độ sáng khoảng 800 lux, rất là sáng, và sử dụng một viên pin là 18650. Thì trong cái bộ gia dụng nhà Việt bán kèm thì thường thường sẽ có cái bộ chuyển đổi để các bạn có thể chuyển đổi từ pin đũa 3 viên thành pin 18650 để giúp tiện dụng khi sử dụng. Ngoài ra cái pin mà tặng kèm là pin sạc, và chúng ta được tặng kèm bộ sạc đây. Sạc một viên. Đây là pin sạc của Double Power, một hãng rất là nổi tiếng của Trung Quốc. Có thể sạc đi sạc lại được, dùng nhiều lần. Và chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về cái đèn T6 này. Có dây đeo này. Và đây là cái nắp pin. Có cái gioăng cao su để chúng ta chống nước. Và đây là cái phần pha có thể điều chỉnh được zoom. Bạn bấm đây để bật. Bấm đây để tắt. Và đây là cái chất lượng chiếu sáng của cái đèn T6. Các bạn thấy cường độ sáng rất là lớn, khoảng 800 lumen. Cái công tắc này công tắc đa năng. Ngoài cái việc là tắt mở, chúng ta có thể điều chỉnh được nhiều chế độ. Ví dụ các bạn sẽ điều chỉnh chế độ cách là bấm nhẹ vào đây. Chúng ta sẽ điều chỉnh được cái gì ạ? Cường độ sáng này. Chúng ta có 3 cường độ sáng. Đây là sáng nhất này, sáng trung bình và sáng yếu. Ngoài ra chúng ta có 2 chế độ chớp. Thứ nhất là chớp liên tục. Thứ hai là chớp theo chu kỳ. Đấy. Đây là 5 chế độ tất cả. Điều chỉnh cường độ sáng và chế độ chớp. Rất là tiện dụng. Ngoài ra chúng ta có thể chỉnh chiếu xa. Đây là cái pha chiếu này. Rất là sáng để có thể chiếu rọi được. Hoặc là chiếu ở phố rộng. Thì cái này sẽ tiện dụng khi bạn đi du lịch dã ngoại hoặc là mất điện. Các bạn có thể dùng để chiếu sáng cho cả gia đình được. Đấy. Điều chỉnh được rất nhiều chế độ. Để tìm hiểu kỹ hơn về chiếc đèn pin UltraFi XMLT6, các bạn có thể truy cập trang web gia dụng nhà Việt.com. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.